Bản tin quốc tế tối ngày 22 tháng 2, Israel tiếp tục tấn công Rafa. Chuyến đi của thủ lĩnh Hamas làm dấy lên hy vọng đình chiến. Ông Medvedev nói, Nga cần đưa quân trở lại kỹ Tại cuộc họp G20, các bộ trưởng phương Tây chỉ trích Nga về cuộc chiến ở Ukraine. Trung Quốc đưa tàu quái vật gây áp lực lên mỏ dầu của Việt Nam, một ván cờ chiến lược âm mưu thống trị hàng hải. Tàu Trung Quốc đến thăm Maldives làm dấy lên lo ngại về an ninh khu vực Ấn Độ Dương. Thái đoàn Mỹ thăm Đài Loan, bà Thái Anh Văn hy vọng hai bên sẽ hợp tác nhiều hơn trong năm nay. Ngũ Giấc Đài cho biết, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đồng ý bán thiết bị quân sự cho Đài Loan. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin quốc tế tối ngày 22 tháng 2 của DKN. đầu chương trình là tình hình về điểm nóng Trung Đông. Thưa quý vị, ngày hôm nay 22 tháng 2, hãng thông tấn Reuters đưa tin bom của Israel ném xuống thành phố Rafah đã san phẳng một nhà thờ Hồi giáo và phá hủy nhiều ngôi nhà. Người dân gọi đây là một trong những đêm tồi tệ nhất của họ. Trong khi đó, người đứng đầu Hamas đang ở Cairo để đàm phán. Người dân Gaza hy vọng có một lệnh ngừng bắn kịp thời để ngăn chặn một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố. Cơ quan Y tế Gaza cho biết 97 người được xác nhận đã thiệt mạng và 130 người khác bị thương trong 24 giờ qua sau các cuộc tấn công của quân Israel. Nhưng hầu hết nạn nhân vẫn nằm dưới đống đổ nát hoặc ở những khu vực mà lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận. Nhà thờ Hồi giáo al Farouk ở trung tâm Rafah đã bị san phẳng thành những đống gạch vụn và bê tông. Mặt tiền của các tòa nhà lân cận bị nổ tung. Nhà chức trách cho biết, bốn ngôi nhà ở phía nam thành phố và ba ngôi nhà ở trung tâm đã bị tấn công. Người dân Gaza nói rằng đây là vụ đánh bom nặng nề nhất kể từ cuộc đột kích của Israel vào thành phố cách đây 10 ngày. Chính quyền Gaza cho biết ít nhất 20 người thiệt mạng do vụ đánh bom vào hai ngôi nhà ở khu vực trung tâm giải Gaza. Đây là khu vực quan trọng duy nhất chưa bị lực lượng Israel tấn công trong cuộc chiến đã kéo dài 5 tháng. Israel đã đe dọa tiến hành một cuộc tấn công toàn diện nhằm vào Rafah, thành phố cuối cùng ở rìa phía nam Gaza, bất chấp lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế. Những cư dân từ nơi khác chạy trốn đến Rafa đã cho biết bây giờ đây họ không còn nơi nào để đi. Trong khi đó, nguồn viện trợ vốn đã ít ỏi đã gần như cạn kiệt hoàn toàn trong hai tuần qua. Liên Hiệp Quốc cho biết việc vận chuyển hàng viện trợ thường không còn đủ an toàn nữa. Các cuộc đàm phán nhằm đạt được lệnh ngừng bắn đã thất bại cách đây hai tuần. Khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối lời đề nghị từ Hamas về một lệnh ngừng bắn kéo dài 4 tháng rưỡi và sẽ kết thúc bằng việc Israel rút quân. Hamas tuyên bố rằng họ sẽ không thả các con tin trừ khi Israel đồng ý chấm dứt giao tranh và rút khỏi Gaza. Còn Israel thì tuyên bố sẽ không rút quân cho đến khi Hamas bị tiêu diệt. Nhưng sự xuất hiện của người đứng đầu lực lượng Hamas, Ismail Haniyeh tới Cairo trong tuần này được đánh giá là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy đàm phán vẫn đang được tiến hành trong nhiều tuần. Ông Haniyeh đã gặp các quan chức Ai Cập tham gia hòa giải, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin công khai nào về cuộc đàm phán. Ông Sami Abu Zuri, một quan chức cấp cao của Hamas, nói với hãng Reuters rằng Israel hiện đang rút lại các điều khoản mà nước này đã chấp nhận vào đầu tháng 2 trong một đề nghị ngừng bắn được đưa ra với Hoa Kỳ, các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar ở Paris. Hôm thứ Tư ngày 21 tháng 2, ông Benny Gantz, một thành viên nội các chiến tranh của Israel, đã cho biết đã có những dấu hiệu ban đầu đầy hứa hẹn về một thỏa thuận giải phóng con tin, nhưng nếu không có thỏa thuận thì Israel sẽ tiếp tục chiến đấu. Ông nói, chúng tôi sẽ không ngừng tìm cách và chúng tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để đưa các bé trai và bé gái của mình về nhà. Chuyển đến khu vực Đông Âu, ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Liên bang Nga và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh, đã tuyên bố rằng để đạt được các mục tiêu của cuộc chiến, lực lượng Nga sẽ phải hành quân đến Kyiv một lần nữa. Kênh truyền thông Nga TASS trích lời ông Medvedev cho hay, "Chúng ta nên dừng ở đâu?" Tôi không biết. Tôi đoán dựa trên những gì tôi đã nói, chúng ta vẫn phải làm việc chăm chỉ và tập trung. Liệu đó có phải là Kyiv không? Vâng, có lẽ nên là Kyiv. Nếu không phải bây giờ thì sẽ là một lúc nào đó, có lẽ ở một giai đoạn nào đó khác của cuộc chiến này. Ông Medvedev cho rằng có hai lý do để tiếp tục hành quân đến Kyiv. Đầu tiên, ông nói rằng Kyiv là một thành phố của Nga. Và thứ hai, nó gây ra mối đe dọa quốc tế đối với sự tồn tại của Liên bang Nga. Vào giai đoạn đầu tiên của cuộc chiến tại Ukraine, Nga đã triển khai lực lượng tinh nhuệ cùng với hàng trăm xe tăng thiết giáp tấn công vào thủ đô Kyiv. Tuy nhiên, nhiều đơn vị trong số đó đã hứng chịu tổn thất trước sức kháng cự của quân đội Ukraine, khiến Nga phải rút lui. Chuyển đến một diễn biến có liên quan, ngày 22 tháng 2, các ngoại trưởng phương Tây thuộc nhóm các quốc gia G20 họp ở Brazil đã chỉ trích Nga vì cuộc chiến tại Ukraine. Ngoại trưởng Anh David Cameron đã nói trong phiên họp kín rằng Nga phải trả giá cho hành động gây hấn của mình. Các nhà ngoại giao hàng đầu từ Hoa Kỳ, Úc, Canada, Đức, Ý, Pháp và Na Uy đã đưa ra nhận xét tương tự vào ngày đầu tiên của cuộc họp kéo dài hai ngày. Ngoại trưởng Na Uy Espen barth Eder đã nói với các phóng viên rằng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đáp lại nhận xét của ông Cameron về Ukraine bằng một loạt các sự kiện thay thế. Theo hãng thông tấn Reuters, ông Lavrov không nói chuyện với các phóng viên. Lời biện minh của Nga về cái mà Moscow vẫn gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, bắt đầu từ hai năm trước, ban đầu là nhằm phi phát xít hóa Ukraine. Gần đây hơn, Moscow đã nhấn mạnh rằng nước này cần phải phòng vệ trước sự xâm lược của phương Tây. Cuộc họp nhằm chuẩn bị chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 tới. Tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 9 năm ngoái, các nhà lãnh đạo G20 đã thông qua tuyên bố tránh lên án Nga về cuộc chiến ở Ukraine, nhưng kêu gọi tất cả các nước không sử dụng vũ lực để chiếm lãnh thổ. Ông Cameron cũng đề cập đến cái chết của nhà bất đồng chính kiến Alexei Navalny trong nhà tù Nga vào tuần trước. Ngoại trưởng Naui Espen Barth-Eder đã phát biểu tại cuộc họp. Chúng ta phải hỗ trợ Ukraine cho đến khi nước này khẳng định mình là quốc gia có chủ quyền, tự do và độc lập, mà không có quân đội của nước nào khác trên lãnh thổ. Về cuộc xung đột ở giải Gaza, ông Eider cho biết các bộ trưởng phát biểu tại cuộc họp đã đồng ý về sự cần thiết đưa ra giải pháp hai nhà nước ở Trung Đông, nhưng không có sự đồng thuận về cách đạt được điều đó. Brazil, chủ tịch G20 năm nay, đã mở đầu cuộc họp của các ngoại trưởng bằng cách đổ lỗi cho Liên Hợp Quốc về các cơ quan đa quốc gia khác đã không ngăn chặn được các cuộc xung đột đang giết hại những người vô tội Ngoại trưởng Moro Vieira đã kêu gọi cải cách sâu sắc quản trị toàn cầu lấy ưu tiên hàng đầu của Brazil trong năm nay. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thì gặp Tổng thống Brazil Luis Inácio Lula da Silva tại Brazil trên đường tới cuộc họp ở Rio và bày tỏ sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với chương trình nghị sự của Brazil nhằm giúp quản trị toàn cầu hiệu quả hơn. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã thảo luận về cuộc chiến của Israel ở Gaza với ông Lula, trong bối cảnh tranh cãi ngoại giao sau khi nhà lãnh đạo Brazil ví cuộc chiến của Israel với nạn diệt chủng của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Những cáo buộc của ông Lula vào tuần trước về hành động tàn bạo của quân đội Israel ở Gaza đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao với việc Israel khiển trách và Brazil triệu hồi đại sứ của mình. Chuyển đến khu vực Biển Đông Tàu Cảnh sát Biển Trung Quốc 5901 được mệnh danh là quái vật đã quay trở lại vùng biển gần bãi Tư Chính, nơi có một số mỏ dầu khí quan trọng của Việt Nam. Tàu CCG 5901 có trọng tải 12.000 tấn, hiện là tàu bảo vệ bờ biển lớn nhất thế giới. Con tàu quái vật này bắt đầu cuộc tuần tra vùng biển gần bãi Tư Chính vào ngày 20 tháng 2, một động thái được đánh giá là nhấn mạnh ván cờ về chiến lược hàng hải của chính quyền Bắc Kinh. Ngày 22 tháng 2, theo dữ liệu do trang web Marine Traffic cung cấp, dựa trên tín hiệu AIS để theo dõi tàu con tàu quái vật này đang ở vị trí thuộc vùng biển gần bãi tư chính. Ông Ray Power, giám đốc dự án Sea Light, có trụ sở tại Hoa Kỳ, là người đầu tiên phát hiện ra con tàu. Ông cho biết, trong khi thực hiện các cuộc tuần tra xâm nhập các mỏ dầu khí ngoài khơi của Việt Nam, tàu của Trung Quốc đang bị tàu giám sát nghề cá kiểm ngư 261 của Việt Nam theo dõi. Tàu CCG 5901, trước đó mang số hiệu thân tàu 3901, rời cảng Tam Á ở đảo Hải Nam vào ngày 14 tháng 2. Trước đó, con tàu này đã tuần tra vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong gần một tháng vào cuối năm 2023 và được thay thế bởi một tàu cảnh sát biển khác của Trung Quốc mang số hiệu CCG 5402 vào ngày 10 tháng 1. Theo ông Powell, tàu của Trung Quốc CCG 5402 cũng đã thực hiện các cuộc tuần tra xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia và Malaysia trong 6 tuần qua. Trung Quốc đang bình thường hóa hoạt động hàng hải và hơn thế nữa. Ông Kurt Fries, nhà phân tích tại dự án sea light tại trường đại học stanford ở california cho biết những cuộc tuần tra này là một phần quan trọng trong chiến lược của trung quốc nhằm củng cố các yêu sách hàng hải mở rộng ở vùng biển tranh chấp bằng cách làm như vậy trung quốc đặt mục tiêu thiết lập sự hiện diện liên tục và dần dần bình thường hóa các hoạt động hàng hải ở những khu vực này con tàu quái vật trung quốc được trang bị súng máy hạng nặng và còn có sân bay trực thăng cũng như nhà chứa máy bay đủ lớn để chứa các máy bay cánh quay lớn hơn Việt Nam và một số đối tác nước ngoài tiến hành thăm dò dầu khí tại địa điểm có vai trò quan trọng trong việc phát triển dầu khí của Hà Nội. Nhưng có lẽ bên dưới bề mặt của những hoạt động này là một câu chuyện sâu sắc hơn về căng thẳng khu vực, cạnh tranh tài nguyên và tìm kiếm sự thống trị ở một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất về mặt chiến lược của thế giới. Tin tiếp theo, ngày 22 tháng 2, một tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã đến Maldives, chỉ 3 tháng sau khi một tàu tương tự của nước này đến thăm Ấn Độ Dương. Những động thái này đã làm dấy lên lo ngại về an ninh của New Delhi. Chuyến thăm diễn ra sau những bình luận hồi tháng 1 của một tổ chức tư vấn Hoa Kỳ rằng hải quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tận dụng những hiểu biết sâu sắc thu được từ các hoạt động này để triển khai lực lượng hải quân. Trung Quốc ngay lập tức đáp lại và gọi cáo buộc của tổ chức tư vấn Hoa Kỳ này là một phần trong câu chuyện bịa đặt về mối đe dọa Trung Quốc nhằm bôi nhọ hình ảnh của chính quyền Bắc Kinh. Dữ liệu từ Marine Traffic cho thấy hơn một tháng sau khi rời cảng quê hương Hạ Môn ở phía đông nam Trung Quốc, tàu hướng Dương Hồng 03 đã ghé cảng thủ đô Maler của Maldives. Con tàu này thuộc sở hữu của một viện nghiên cứu báo cáo cho Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy, trước khi đến nơi, con tàu dân sự này đã dành hơn 3 tuần để khảo sát vùng biển ngay bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Ấn Độ, Maldives và Sri Lanka. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Hoạt động nghiên cứu của tàu này là độc quyền vì mục đích hòa bình, nhằm mang lại lợi ích cho sự hiểu biết khoa học. Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã lên tiếng lo ngại về sự hiện diện của các tàu nghiên cứu Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, ngay cả khi chúng không phải là tàu quân sự. Một quan chức an ninh Ấn Độ cho biết, các tàu này có công dụng kép, nghĩa là dữ liệu họ thu thập được có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Tàu Hướng Dương Hồng 03 đã đến thăm Ấn Độ Dương nhiều lần. Con tàu này đi qua eo biển Sunda ở Indonesia vào năm 2021, khiến chính quyền Indonesia báo động. Indonesia cho biết con tàu đã tắt hệ thống theo dõi 3 lần. Các tàu nghiên cứu của Trung Quốc cũng đã dừng lại ở Sri Lanka gần đó. Năm 2022, tàu Viễn vọng 05, tàu quân sự có khả năng theo dõi các vụ phóng tên lửa đã đến Colombo khiến Ấn Độ báo động. Lần cuối cùng một tàu nghiên cứu của Trung Quốc cập cảng Sri Lanka là vào tháng 10 năm 2023, làm dấy lên mối lo ngại của Ấn Độ. Nhưng vào tháng 1, Sri Lanka đã áp đặt lệnh cấm kéo dài một năm đối với các tàu nghiên cứu nước ngoài, từ chối cho Trung Quốc ghé cảng một cách hiệu quả. Sự xuất hiện của tàu hướng Dương Hồng 03 sau chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 1 của Tổng thống Maldives Mohamed Muizu nhằm nâng cấp mối quan hệ với việc Bắc Kinh cung cấp 920 triệu nhân dân tệ tương đương 128 triệu đô la Mỹ viện trợ miễn phí cho Mandiver. Mandiver cho biết, tàu của Trung Quốc sẽ không thực hiện nghiên cứu nào trong vùng biển của họ mà chỉ dừng lại để luân chuyển nhân sự và bổ sung vật tư. Chuyển đến một vấn đề có liên quan khác. Dân biểu Hoa Kỳ Mike Gallagher, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban lựa chọn Hạ viện Hoa Kỳ về Trung Quốc, đã đến Đài Loan cùng với một phái đoàn 7 thành viên vào thứ Năm ngày 22 tháng 2. Trang Taiwan News đưa tin, vào lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 2, theo giờ địa phương, ông Gallagher đã thông báo rằng ông và phái đoàn của mình đã hạ cánh xuống Đài Loan. Theo hãng thông tấn Reuters, tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã nói với phái đoàn quan chức Hoa Kỳ rằng hòn đảo này hy vọng sẽ được chứng kiến nhiều quan hệ hợp tác Đài Loan Mỹ trong năm nay và Đài Loan sẽ tiếp tục tham gia với thế giới. Bộ ngoại giao Đài Loan cho biết Chuyến thăm của các quan chức Mỹ thể hiện ưu tiên và cam kết của Quốc hội Hoa Kỳ đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, khi năm nay đánh dấu kỷ niệm 45 năm đạo luật quan hệ Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan còn bày tỏ niềm tin rằng chuyến đi này sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác toàn diện vững chắc giữa Đài Loan và Hoa Kỳ, tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa hai bên trong các lĩnh vực khác nhau trên thế giới và cùng nhau duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Tin tiếp theo, Ngũ Giác Đài cho biết, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt việc bán hệ thống liên kết dữ liệu chiến thuật tiên tiến trị giá khoảng 75 triệu đô la Mỹ cho Đài Loan. Theo Ngũ Giác Đài, gói này sẽ bao gồm giải pháp tên miền chéo, thiết bị có độ bảo đảm cao, máy thu hệ thống định vị toàn cầu, thiết bị liên lạc, dịch vụ kỹ thuật và các yếu tố liên quan khác về hỗ trợ chương trình và hậu cần. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Ngũ Giác Đài đã thông báo cho Quốc hội về thương vụ tiềm năng này. Mặc dù có sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao, nhưng thông báo không cho thấy rằng một hợp đồng đã được ký kết hoặc các cuộc đàm phán đã kết thúc. Ngũ giác đài cho biết, nhà thầu chính sẽ được xác định trong quá trình cạnh tranh. Thưa quý vị, bản tin quốc tế của DKN xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin thân ái, chào tạm biệt.